ta sẽ cùng được biết qua phần nhận xét của ban giám khảo chuyên môn. Ngay bây giờ, tôi xin được phép mời tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã sẽ đặt câu hỏi đầu tiên cho đội bánh xe. Xin có một câu hỏi thế này cho đội bánh xe. Một cái sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch về tinh thần đó, mà nó tiêu biểu nhất cho Việt Nam, khi khách du lịch đến thì họ cảm nhận ngay Việt Nam, Việt Nam. Con xin rất là cảm ơn câu hỏi của thầy. Dạ thưa thầy, chúng ta có Việt Nam Airlines đúng không ạ? Cái biểu tượng của Việt Nam Airlines là bông sen đúng không ạ? Và bông sen gắn liền với lại đất nước ta đúng không ạ? Từ ngay cái máy bay đó là họ đã cảm nhận được đất nước chúng ta qua những cái giá trị tinh thần ở trên cái máy bay. Nhưng mà con cũng muốn nói luôn là phải nói là khi đi Việt Nam á, thì ai cũng biết đến cái tà áo dài đó thầy. Vì có thể chúng ta thấy là khi những cuộc thi hoa hậu đúng không ạ, không thể thiếu những tà áo dài. Miss Universe, Miss World hay là cái gì đó, người ta cũng đưa áo dài vô để làm trang phục truyền thống. Khách du lịch trong đầu họ nghĩ đến Việt Nam, họ nghĩ đến áo dài, ngón lá. Con xin cảm ơn thầy ạ. Rất đồng ý với em là cái áo dài. Áo dài là một trong cái mà tiêu biểu nhất, nhưng dĩ nhiên còn có cái khác nữa, phải không? Nhưng mà cái logo của Air Việt Nam thì chưa. Vâng, xin được chúc mừng đội bánh xe đã hoàn thành phần trả lời câu hỏi từ ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ xin được phép mời ban giám khảo chuyên môn đặt câu hỏi cho đội Tristar. Bây giờ xin hỏi em nhé. Cũng giống như là một cái sản phẩm du lịch mà về tinh thần, thì theo em, cái sản phẩm du lịch nào mà vật chất, tôi nói là vật chất, thể hiện tiêu biểu nhất cho Việt Nam, nghĩa là họ thấy cái đó là thấy là Việt Nam và Việt Nam. Phần trả lời cho câu hỏi của ban giám khảo chuyên môn của đội Tristar bắt đầu. Em xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của thầy đã đặt cho đội Tristar. Một cái biểu tượng di sản, nó vật thể mà nó đặc trưng nhất khi mà nhắc đến là sẽ nhớ, sẽ biết đến ngay đó Việt Nam. Thì theo đội Tristar nghĩ đó là phố cổ Hội An. Các bạn ở đây khi nhắc đến phố cổ Hội An ai cũng biết đúng không ạ? Bởi vì sao? Thì phố cổ Hội An nó hoàn toàn được làm từ những bàn tay của những con người khéo léo, những khối óc, những sự sáng tạo mà người xưa người ta đã dày công làm nên. Và nó mang cái giá trị vật chất, nó khiến cho ta nhìn vô, nó rất là đẹp. Nhìn vô là người ta sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam, tại vì cái đó là một nét đặc trưng không thể nào nhầm lẫn được. Và bên cạnh đó thì em cũng muốn nói đến là điển hình mà khi nhắc đến nhớ Việt Nam có nghĩa là có thể đó là chiếc nón lá. Thì chiếc nón lá người ta thường nó gắn liền với những tà áo dài mà bên đội của bánh xe có vừa có nhắc. Bên cạnh đó, đối với những người miền Nam, miền Tây, sông nước thì người ta lại gắn những chiếc nón lá với những tà áo bà ba rất là đẹp, rất là đầm thắm, đúng chuẩn người con gái Á Đông, mà nói riêng đó là một nét đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Và chiếc nón lá đó không đơn thuần nó mang giá trị ý nghĩa không, mà bởi vì sao? Nó lại được làm từ những, nó cấu thành từ những cái vật chất, từ những chiếc lá dừa. Nó được bàn tay khéo léo của con người, người ta chăm chút, tỉ mỉ, đo khung, rồi căng mai làm sao để tạo ra một chiếc nón lá đẹp nhất để có thể mang cái hình ảnh đó đến với du khách quốc tế nói riêng và cũng như là Việt Nam nói chung. Như chúng ta cũng đã thấy là trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gần đây, cái áo dài mà bạn nói, nó phải đẹp, nó phải làm từ những chất liệu, những màu sắc tuyệt vời nhất, nó phải có những biểu tượng, nó gắn lên người, thì cái áo dài đó nó mới là đặc sắc nhất, nó mới có thể đem ra trường quốc tế để chúng ta, những người mẫu của Việt Nam chúng ta tỏa sáng được. Bên cạnh, tuy chúng ta giữ cái giá trị tinh thần, nhưng mà kinh tế, xã hội, vật chất, cơ sở hạ tầng không phát triển, thì liệu những cái biểu tượng đẹp mà chúng em vừa nói ra, nó có đến được quốc tế hay không? Nó có tỏa sáng thực sự hay không? Nó có làm khách hàng hài lòng thực sự hay không? Vâng, em cảm ơn câu hỏi của thầy đã trình bày và em xin hết ạ. Xin được chúc mừng đội Tristar đã hoàn thành xuất sắc câu trả lời của mình. Và chúng ta sẽ đến với phần nhận xét cả hai đội thi từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi xin được phép mời tiến sĩ quản lý giáo dục Trần Xuân Thảo sẽ có phần nhận xét cho cả hai đội thi. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi thấy là ban tổ chức đã đặt một câu hỏi quá khó cho các bạn. Và về một cái vấn đề mà nó thực ra sự ra là nó là hai mặt đối lập của một vấn đề.
và đưa các bạn ở trong một tình thế là bảo vệ một vấn đề mà các bạn không được phủ nhận của bên kia, nhưng mà phải đứng lên trên mặt đối lập của bên kia. Trong cái trình bày cũng như là trong cái biện luận á, tôi thấy các bạn quá tuyệt vời. Các bạn từng đội đã biết đã làm nổi bật cái phần trình bày và cái phần biện luận của mình lên trên đôi vai của cái đội bên kia. Đấy là cái điều mà thành công mà tôi thấy các bạn đã làm được. Thành thử là ở đây không có đúng sai, ở đây tôi chỉ thấy là các bạn đã, tôi nói lại một lần nữa, khi trình bày cũng như là khi biện luận đã đứng được trên đôi vai của nhau để làm nổi bật cái điều mình muốn nói. Đó, đấy là cái thành công của cái buổi mà biện luận của hôm nay. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Xuân Thảo. Vâng, và kết quả của phiên thi đấu thứ nhất này chúng ta sẽ được chờ công bố sau.